Xin chào cả anh em nhé, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại nhé. Thì ngày hôm nay giới thiệu anh em siêu phẩm nhé. Hôm nay lên cho anh em siêu phẩm hòa đàn. Trên tay mình đây là một bộ hòa đàn D80 17 của anh em nhé. Siêu phẩm ngày hôm nay là bên mình vẫn làm mẫu mã y như cũ anh em ạ, vẫn là tầm đen và cánh gián anh em nhé. Tầm đen và cánh gián rất là nét cho tất cả anh em nào thích và đam mê. Ngày hôm nay thì giới thiệu trước khi kỹ lưỡng của sản phẩm cho anh em, anh em hãy bỏ ra cho mình 3 giây like và đăng ký kênh của chúng mình nhé. Tiếp theo là sâu kỹ lưỡng về sản phẩm anh em ạ. Đây mọi người có thể, đầu tiên mọi người để ngắm về vỏng của mình nhé. Đây nhé, vỏng cánh gián anh em ạ. Mọi người nhìn kỹ về vỏng nhé. Vỏng mình làm hoàn toàn vỏng bằng gỗ mít anh em ạ. Vỏng của bên mình làm là hoàn toàn gỗ mít. Đây mọi người nhìn cân đối từ quả cán quả ngọn nhé. Có thể là mình nắp vào đây thì nó chưa chuẩn lắm, nhưng tí nữa mình đi chạy âm mình sẽ chỉnh chuẩn hơn. Đấy, nắp vào đây thì nó mình chưa chốt keo quả cái anh em ạ. Anh em chơi cọc thủy tinh thì về là phải chú ý chốt keo vào lỗ nhé, lỗ cọc. Đấy, sau cái thì mình đóng lại đấy đâu. Còn lại là mình đóng phun chỉ từ quả thứ 2 đến quả thứ 17 anh em nhé, phun chỉ cho nó chắc chắn. Rất nhiều anh em yêu thích quả bộ môn phun đai đồng, nhưng mà phun đai đồng thì cũng khá là ok, nhưng mà có điều là nó hơi bị lặng một chút anh em ạ. Mình thấy đây đấy, quả cái khá là hợp lý nhé. Mọi người có thể ý sơn tầm rất là nhẵn nhé. Đây, rất là nhẵn và bóng anh em ạ. Mọi người có thể ý này, rất là bóng này. Quả cái sơn mình nói chung là sơn long lanh như trong tranh anh em ạ. Đấy, anh em phải biết là chất lượng ảnh đào nó ở một cái tầm đẳng cấp như nào. Đấy, đây là một bộ hòa đàn rất là khét cho tất cả anh em. Anh em nào mà thích chơi dòng sáo, muốn hỏi dòng sáo hay thì mình theo quan điểm của mình nhé. Anh em thích chơi hay thì anh em thể chơi hòa đàn hoặc là hòa còi. Những dòng chơi hòa đàn hoặc còi nghe rất hay và rất ấy nhá. Hòa âm cũng hay, hòa âm hay nó theo kiểu là êm êm anh em ạ. Đấy, hòa âm thì êm. Nhưng nếu hòa âm thả một mình nghe rất ngon, nhưng hòa âm mà thả cùng tất cả mọi người khác hay là những dàn sáo khác ấy thì hòa âm rất dễ bị kiểu dạng như là bị chèn mất đấy anh em ạ. Cho nên là anh em mà muốn thả sáo nhiều ạ hay đấy, mà ít bị chèn đi, mình khuyến cáo anh em nên chơi hòa đàn hoặc hòa còi, hoặc đôi khi còi cũng được đấy, cũng là một cái hay. Mình chơi nhiều rồi đấy, phá làng nhé. Anh em thích chơi phá làng thì anh em chơi bò cho mình, còi đấy, bò còi thì phá làng óc tu phá làng luôn. Nhưng mà nếu mà để vừa hay vừa phá làng đấy mà vừa gắt rát, mình khuyên anh em chơi hòa đàn hoặc là hòa còi, nhưng mà lên nhiều mọi một chút. Anh em mà chơi hòa đàn thì hòa đàn hoặc còi, anh em hòa đàn hoặc còi cái tầm 13 quả trở lên là khét rồi. Hòa đàn thì anh em cứ chơi cho mình dãi cứ từ tầm 15 quả trở lên. Ví dụ như mà bộ hòa là âm áp nhập hòa đàn ở mình nhắm này là bộ D80 217 quả. Bộ này tí nữa mình sẽ chạy âm, mình đảm bảo anh em nghe khét là nẹt luôn. 57 quả nghe sướng. Đấy. Mình định lên 21 quả đấy, nhưng mà đây yêu cầu của khách lại chỉ 17 quả thôi. Nếu mà hàng để mình chơi nhá, như anh em thể xem bộ đàn bò trước, mình toàn dã hai mấy quả thôi. Nếu mà để chơi xác định để chơi, nhưng mà không rõ cho nên đành phải thanh lý cho anh em nào về những cái vùng Hải Phòng, Thái Bình hay là Quảng Ninh, những cái vùng biển gió nó mạnh ấy, thì anh em có thể bay được. Mình thì thật ra mình chỉ chờ một là mùa gió Nam, hai là mùa gió Bắc. Gió Nam thì năm nay hơi ít cho nên là không có gió để thả diều mấy, mà gió Bắc thì cũng chưa thấy đâu mấy anh em ạ. Cho nên là chỉ dành review cho tất cả anh em. Anh em mà có nhu cầu mua sáo hay là đặt sáo thì nhanh tay nhắn tin qua Zalo cho mình nhé. Số điện thoại Zalo mình để ở góc màn hình cho tất cả anh em. Mọi người thích những dòng sáo như nào, âm như nào thì bên mình đều nhận làm cho tất cả anh em nhé. Sáo thì từ giá từ khoảng 200k trở lên anh em ạ. Tùy theo mọi người thể sáo đơn được, nhưng mà nghĩa là sáo đơn thì mọi người đặt sáo đơn to tí nhé. Sáo đơn bé mình không nhận làm anh em ạ, rất thông cảm. Sáo bé quá thì mình không làm. Đấy. Tại vì nó không đáng công ấy. Bé quá thả làm kỹ cho anh em thì anh em chơi event cho nó sướng đúng không? Tội gì phải mất công làm bán được không được bao nhiêu công. Cho nên là anh em nào có nhu cầu đấy, hay là thích bộ này thì nhanh tay nhắn tin cho mình nhé. Số điện thoại VIP ở góc màn hình. Đấy, giá rất là mềm cho tất cả anh em chơi. Ưu tiên cho tất cả các bạn học sinh mà muốn vừa chơi vừa treo. Những bộ này treo rất là long lanh luôn anh em thấy. Rất là bóng nha. Là bộ này làm rất là kỹ. Nói chung là bộ như này thì mình nói thật, nếu mà để mình treo mình không muốn bán đâu. Nhưng mà chẳng qua là mình là người kinh doanh nên ra là không bán thì không có tiền em ạ. Một xíu nữa mình sẽ nhờ em mình đi ra và anh em sẽ đi tiếp đâu để cho tất cả anh em nghe âm bộ này đảm bảo khét và chất lượng cho tất cả anh em. Anh em đợi một xíu nữa nhé. Vậy trước vậy để mua. Rất là khét nha, một tí nữa mình sẽ đi tận âm thì âm sẽ khét hơn, cụ thể hơn. Anh em có xem ở đoạn tiết âm nhé.
giờ bọn mình sẽ đi từ đâu anh em nhé. Anh em chấp nhận nha, thả mọi mình âm cái bộ đi mất hoàn kinh các bạn. Và đi dắt quả này về anh em ạ. Và quả này lặng hết tay anh em ạ.
quả này anh em nào mà thả thì quả này đảm bảo anh cho anh em giá quên nhầm, đảm bảo giá đảm bảo anh khét nhức lách luôn, khét rồi anh em nó khét khét nghe ú tai anh em ạ, nghe xong giờ mình vẫn kiểu vậy, hai bên vẫn đang bị bùng dùng tai anh em ạ, nó ú ấy, ú lắm luôn. Ui đấy, đây là em mình đấy vừa đeo đấy nhá, đang bị ù tai rồi anh em ạ, nó không muốn nói chuyện nữa rồi anh em nhé. Nó bảo là ôi anh ơi khét quá không làm gì được, vất vả quá anh em ạ. Đây nhá, một tay quay một tay giữ cho anh em, anh em nhìn này, ôi cáo ngất trời anh em nhé. Thì ok anh em nhá, video đi test âm bộ hòa đàn D80 17 quả của anh em mình đến đây kết thúc nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video rất nhiều, hãy cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nhá, giúp mình có thêm nhiều động lực để ra những video tiếp theo. Còn anh em có nhận xét hay đánh giá thì anh em có thể comment nhé. Anh em nào mà thích chơi những dàn sáo mà uy tín, event đặt Tết giá rẻ thì comment nhé. Sắp cuối năm rồi, sẽ có cố gắng chục lô cuối năm cho anh em chơi đặt Tết event giá chỉ 300. Anh em cũng đón hóng nhé. Còn bây giờ thì xin phép anh em hẹn anh em video sau nhé. Đây, bye bye anh em cái. Bye bye anh em nhá.